Chào Nga Phạm. Ok, mọi người với nghe rõ không mọi người? Ok, trước hết là chào anh Phượng, chào tất cả mọi người với diễn đàn. Anh chào tất cả mọi người đi. Bữa nay Good có không? Ok. morning, chào anh Trầm, chào quý vị, chào các bạn. Việt Nam bây giờ là 10 giờ đêm đâu còn gì nữa. Đúng rồi. 10 giờ Thấy đêm coi như gần trong sáng chủ nói nhật chung thì rồi cũng có một vài việc là nó cần phải báo cáo với anh với lại tất cả mọi người cũng liên quan về cuộc sống Mỹ rồi ba cái vụ linh tinh như su răng rồi nhớ cái gì mình với lại có nó cũng không có cái gì lớn lao lắm nhưng mà thì có gì mà nói cái đó tại vì bên này nó buồn quá anh. Ồ, ok có mình tôi là tôi với anh ra chạy vô chạy xuống chạy được. anh Ê, à không anh à bây giờ anh nói cái chuyện này là không có sợ không có gì là mới mẻ cả cái chuyện không cái có gì là mới mẻ cả này mình chuyện tiếp đánh nối buồn nữa này chuyện cái này đánh buồn mà đâu có gì đâu mới mình tiếp nối anh biết sao không không mẹ bà nói Việt Nam tôi giống như là vua vậy được đúng quá rồi về bên này làm cu ly vừa cu ly hạ cấp nó mới được ghê chứ nào lính nhét nào làm nhà nào quét bà nói Ôi chung là xin cái gì ôi giặt xin đồ là nói chung là nó vậy nha nó hành hạ quá cho nên nhớ Việt Nam thăm quá viện rồi. thăm viện nữa thăm viện phải không Từ từ ăn uống cho đến sinh hoạt rồi đi đứng rồi nói chung là thứ gì ở Việt Nam đối với tôi cũng tuyệt vời cả bởi vì tự do anh hiểu không phải làm gì hết đâu tự do mà thứ nhất là cái đầu đó nó được thoải mái anh hiểu không đúng cho nên rồi vậy chứ đó cho nên ra mà qua đây thì nó quá trời là nó mà khác là quá trời là coi như là nó bí gì việc nó việc kẹt rồi có nhiều việc nó đủ thứ chuyện trên đời quái vậy chứ bên này nhiều việc lắm anh đúng rồi mà sao ngộ thế vậy tự nhiên đùng cái mình về cái bao nhiêu việc cái đổ dồn vô không càng ao càng nữa nha không đúng người ta đang bị cái gì hình rất như nhiều việc nó đừng ghét nói anh tôi nó ghét tôi hay sao anh ơi tôi về nước Mỹ không hạt hay sao tự không nhiên đùng phải một cái anh nghĩ coi nó cắt cái bộ tôi nó tàn nhẫn không à đủ mang mà nước Mỹ không ăn mà. đâu Mấy chục năm nay nó không làm gì tự nhiên nó làm à đủ cây cốt cái trái đủ khi không khó luôn cái vụ cắt bô đó là bên California này nó cắt là tôi nghĩ là 3 4 năm về trước rồi à bây giờ nó mới qua cái chỗ anh như vậy là hơi trời ơi trễ nữa tôi thấy thì tôi trễ thấy chứ là còn bên này bên Cali mình là nó cắt là tôi thấy là anh em mình là nó cắt của anh em mình là nhiều lắm rồi lâu lắm rồi 8 năm rồi thành thử đó khi mà anh nói cái tôi biết ngay mà đúng là cái xứ của anh là nó cũng hơi chậm tiến chút chứ là đáng lẽ là đến bây giờ nó mới cắt của anh chứ đáng lẽ là nó chơi anh là mấy năm về trước rồi đó anh sao anh mở không anh úp cúp cái hình hả cái đường rồi tôi đang đang giả tay trời giả tay quên chút thế thì anh ra lộ diện đi tôi báo cáo cái vụ này cũng vui bởi vì nó khổ bảo hiểm của Mỹ nó đâu đơn giản anh nó đền nhưng mình đâu có đơn giản thế thì cái thằng bảo hiểm nó sẽ nói với mình là mày phải đầu tiên là mày muốn sửa ở đâu thì mày phải cho tôi biết cái địa chỉ và cái một cái văn phòng sửa chữa đàng hoàng trong kiểu là sửa mà sửa không có license đó nó không chịu đâu nha đúng rồi sửa rồi sao mày cho tao một cái series number của cái phạt ồ mẹ lậu phải làm sao có thật kiểm dưới xe đâu có đúng rồi tôi phải chạy vô dealer còn hỏi cái series number cho tao cái đó estimate để tao đi sửa chữa để tao báo cáo với sư răng thì vô trong đó thì báo cáo với anh là luôn nó cho anh cái series number của cái dealer tôi vô là lấy xịt đây hiểu rồi đây đây hiểu rồi đó rồi xong kèm với lại một chi phí lắp ráp sửa chữa nữa đây nữa của cái một cái địa chỉ mà tiệm sửa xe uy tín phải có địa chỉ đàng hoàng rồi đây đó anh thấy chưa hiểu rồi đây đó rồi xong nộp cho nó đàng hoàng xong nó kêu ok về nhà đợi chờ chờ đợi để nó đó rồi mới cho không có kiểu mà khai gian khi giết thì được đâu khổ vậy tôi nói thiệt rồi chờ đợi để mà nó coi cái chi phí để thích hợp là ok để mà nó bồi thường tiền ok thì hiểu có rồi hai trường hợp thì tôi nóng ruột tôi nói đụng bây giờ tao bỏ tiền túi ra tao vô tao làm trước đi rồi hồi nó cái thằng bờ Israel nó trả tiền tao tao bỏ vô nhà băng mình chứ có gì đâu nó là đụng mà thì cái thằng dưới xe nó không được là lý do chỗ này là bởi vì có thể là bảo hiểm nó sẽ phái người xuống để mà nó chắc cái xe đúng rồi bây giờ thí dụ như anh làm đi
anh làm xong rồi nó hỏi xe nào đâu, xe này đụng đi vô xuống có thấy làm rồi, nó kêu vậy xe này đâu có bị đâu, đâu không được, đâu mà không được, đâu với nó hành đủ nó hành mà ý là không phải lỗi của mình nha mà nó hành te tua nó bởi vậy. Rồi xong khi theo tiên đoán á, mà sau khi mà nó là hoàn chỉnh mà nó đưa tiền cho mình đi sửa cái xe rồi đó, thì đủ bảo đảm cho anh vài tháng sau là cái bảo hiểm mình nó sẽ lên giá, mặc dù nó nhất quyết không có tha mình, nhất quyết là nó sẽ lấy lại tiền, anh hiểu không, lấy lại tiền bảo gì nó không lấy tiền là hết, nhưng mà cứ tăng lên 20-30-40 để thấy vậy. Thí dụ là cái xe mình bảo hiểm là 100 đồng, nhưng mà 2-3 tháng sau nó sẽ lên 120 hoặc là 130, là cứ thế mà nó làm tới thôi đó. Nó mệt vậy đó, khổ vậy. Cái insurance anh nói vậy nè, tiền anh đóng của nó là anh cứ yên lặng anh đóng cho nó, mà nó thu tiền của anh thì nó cũng yên lặng nó thu tiền. Mà nhưng mà nếu khi mà anh đụng nó mà anh cần đến tiền của nó đó, anh hỏi nó là nó hỏi anh đủ thứ việc, đủ thứ chuyện. Tôi là tôi biết cái vụ này là tôi biết nè, là mình làm được 10 đồng đó là đầu tiên mình phải nộp cho nó 2 đồng trước đã, tức là mình cứ nộp êm đềm vậy, nó không bao giờ mình nói cái gì cả, tại vì mình có làm cái tiền thì mình mới nộp cho nó. Đúng nộp rồi. Cho nó 2 đồng, nộp kiếm được 10 đồng nộp cho nó 2 đồng, cho mình chỉ cứ là nghĩa là mình chỉ mình chỉ thu được 8 đồng thôi. Nó đã xét như vậy đó, ông làm được 10 đồng ông phải nộp cho tôi 2 đồng, ông thu được 5 đồng ông cũng phải nộp cho tôi 2 đồng. Đó, cái là cái luật của lĩnh xuân mà anh má, mà đến khi mà mình nhờ đến nó hỏi mình đó là tôi nói là Mỹ nó kêu là nó bắt mình chui qua cái nó kêu bằng chui qua những cái vòng lửa chui qua những cái chướng ngại vật, tức là mình cần tiền cho nó mà không phải là bất cứ cái gì. Cái xe anh là một trường hợp rất điển hình, anh đóng xin xuân cho nó là đâu có gì anh hỏi gì đâu, anh cứ nói là anh gửi trách cho nó. Tôi nói cho anh nghe là những cái thằng già như mình hoặc là những người mà coi như người dân ở sống bên Mỹ này là thì họ không bao giờ muốn bị accident cả, bởi vì đúng nó quá là nguy hiểm. Anh đồng ý không? Đúng là vì ta cẩn thận, bởi vì ở đây là chạy freeway mà chạy cả trăm mai, chạy cả 70-80 mai, cả 100 km/h, lỡ một cái đụng là chết người thôi. Thành ra họ chạy rất cẩn thận. Thế là anh chàng này từ ngày mấy chục năm nay đi cái đó là họ mới làm cái ăn hoài thôi, không có chi ra. Đúng rồi. Là cái cho mình nè, ví dụ như anh hoặc là tôi nè. Đúng rồi. Không chi ra đâu. Nó ăn cái ăn hoài, không bao giờ bị chi ra hết. Mà khi nó chi ra là nó hành chết luôn. Mà mấy cái thằng insurance tôi nói nghe nè. Hổ anh nó, bởi tôi hỏi anh như vậy mà nó không giàu sao được? Nó là cái thằng mà giàu nhất nước Mỹ, không có cái thằng nào giàu như thằng này sau đây. Tại vì ông ấy đâu, ông đóng tiền cho nó là vợ ông đóng tiền cho nó, ông cầu mẹ ông cầu mà ông vừa đóng tiền cho nó mà ông vừa cầu nguyện nó, ông đừng bao giờ ông hỏi nó, đừng bao giờ mình xài mấy này, mình xài nó là khốn nạn, đầu tiên là khốn nạn cho mình. Đúng rồi. Khổ lắm anh, nhưng mà đó là cái chuyện xã hội mà anh. Mình phải công nhận cho anh. Đúng rồi. Công nhận giờ này thấy trộm cướp nhiều ạ. Mình coi tivi thấy bên này làm như cái mùa này là cái mùa mùa lễ nè, rồi anh em mình cũng tốn tiền á, mình thử ra thấy là thấy trộm cướp và thấy nhiều ạ. Thấy mình coi tivi thấy bên này là cứ mà thấy trong này cái buồn cười á, ngày xưa đó nó vô ăn cướp tiệm này tiệm kia thì còn còn người này người kia còn security nó còn sợ chứ, giờ này có bảo là mấy security có phải rất là sợ mấy người ăn cướp yeah. Rất là sợ nha, tức là gặp và nhìn nhìn né 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 thôi, tức là cướp bóc bây giờ nó có phải rất là công khai đó, chứ nó bây giờ nó không có nó sợ nữa. Cái khác là nó manh động và cái người dân đó, họ họ không dám kháng cự là bởi vì những cái người mà cướp bóc thì họ đều có súng cả, và cho nên ra cái người dân mình là thiệt thòi nhất. Như hận như tôi với anh đi, bây giờ nó ra nó cướp anh là tôi cũng để nó cướp thôi, chứ giờ tôi không có dám khống cự là bởi sao, nó là một cái nó bóp cò, nó bóp cò là xong hai già rồi, xong trên ra việc đó anh ra tôi hạn chế ra đường tối đa. Tôi nói là ở nước Mỹ ngày nay bây giờ nó không còn cái sự an toàn nữa, mà có nghĩa là nó một cách khác đó, chứ là mặc dù nó không là cái gì cả, nhưng mình nghe tin tức báo đài rồi tiểu bang này tiểu bên kia nó rôm rã, nó có những cái video mà đưa nói lên bullet, nó nói lên là cảnh báo các cái đồ thứ làm con người ta hoang mang và lo sợ. Ví dụ như bây giờ nó khác xa cái hiện tại. Ví dụ như tôi ở Việt Nam mà tôi đi tôi không lo, tức là tôi đi là cái đầu tôi không có nghĩ gì trên đời, nhưng mà ở đây một bước đi khỏi nhà là dùng qua dùng lại có anh chàng nào không, rồi cái thằng có nào đi theo mình không, rồi nói chung là
nó có một người vô được cái video clip đứa nào nó bu lên, nó kêu là mà cứ hở là lấy cái xe của ta đậu, nó đậu cái bên nó dùng dụng, có ai đập đập kiến vô mồi đồ nó lấy, biết làm gì nói giờ. Chủ nhà chạy ra nó biết làm gì nói, đứng là nó thấy cái đâu có dám làm gì đâu, cũng nó còn nói vậy đó. Công nhận anh em dòng này, anh nói manh động, cái chữ manh động á, anh nói cái chữ nó hay á. Thế anh em mình bây giờ là thấy người 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 dân lương thiện đó, tôi đừng có nói chi người dân, cái thằng nhân viên nó ở trong cái nhân cái tiệm đó họ cũng sợ, họ không dám đụng cho nó. Hôm nọ mình quay được cái clip ở bên tiệm Home Depot, anh Home Depot nó vô Home Depot là mỗi tiệm khổng lồ, cái cửa hàng nó rất là to, rất to. Cái nó vô, nó có mấy thằng nó chạy vô cái hàng mà bán đồ Milwaukee đó, tức là mấy cái đồ dùng mà sử dụng bằng tay đó, anh, cái máy sử dụng bằng tay đó, nó chạy pin anh, mấy cái đồ đó rất là tiền, mà hàng hàng của Milwaukee là rất là coi như là đắt nhất ở trong đó đó. Mà nó cứ khiêng ra thì tôi thấy như là có cái thằng cha kia nó làm, cũng tại vì mình biết là cái thằng đó là nó nằm, nó làm ở trong Home Depot, là cái thằng cha đó là tại vì nó mặc đồng phục mà, đúng rồi, hai hàng kéo tới mà nó làm như là bây giờ là làm như anh em đi ăn cướp, phải là không có sợ gì hết, hay thật mà tôi không hiểu tại sao từ đâu nó có cái chuyện đó, trước đây là các bạn mình không biết, tức là mà ngay cả cái người security đó họ cũng không có muốn đụng chạm tới, tại vì cái tiếng Việt mà thực sự nó như là Mike Tyson nó nói là đừng có nói chi là mấy security, mấy cảnh sát đó, đi ra làm là tiền lương rất là cao, bảo hiểm nó rất là cao, nhưng mà thì mình gọi đến nó đợi chừng nào nó xong thì nó mới tới, thì nó nói rồi mà. Nó, tao còn vợ còn con, tao đâu có ngu gì thì mà thì mắn thua mày đó. Bởi nếu, nếu mà không có cái gì trở ngại thì như tôi hẹn nó khoảng 6-7 giờ tối bên mình là nó đi làm về, bắt đầu tôi hẹn nó lên live. Ê, thằng ta xin mai nó về, nó đi làm xong về tắm rửa ra ngoài xong nó nói tôi lên live với nó kìa. Thế là vô số chuyện vui của nước Mỹ, là bởi vì sao, anh chàng đây là anh chàng cảnh sát Mỹ mà anh chàng đi rong rủi hết tất cả nước Mỹ hàng ngày để bắt tội phạm, mà trên ra có nhiều cái vui vui lắm. Tối ok anh, tôi gọi anh mà không được, cho coi nó ok rồi cười sặc máu luôn. Ok anh, ok thế thì cái live hôm nay thì cũng báo cáo cho anh biết là thứ nhất là công đề là gì cho anh xe, tôi cũng đã báo cáo cho anh rồi, không ok đó. Rồi xong rồi, bởi tôi mới nói rồi, nó lấy tiền mình thì coi như mình đưa hai tay mình đọc án đọc điều kiện hợp điều kiện, nhưng mà nó coi như mình nói gì đâu, mà mình khi đụng chuyện xảy ra quyền lợi của mình, trời ơi, nó hành te tu rồi, ok anh nó phải là vậy. Thì mà cũng có những cái lời chúc chúc cho mọi người, là có nghĩa là hai ông già chỉ rảnh rỗi quá, trong bây giờ không có lại gì làm thì ngồi lên tóc khác chút xíu báo cáo từ từ thời sự. Ok anh. Nói chuyện mà bên bên phố cái gì đó phía phía bên Bosa thì thôi, tới giờ nó lộn xộn ngầu trong đại là phải chữ lộn y xèo thưa kiện gì, hầu như là một nồi cháo heo rồi, mình không bàn tới, bởi vì nó đã vốn dĩ nó đã là như vậy, nó vốn dĩ đã là như vậy nên mình không bàn cãi, không bàn cãi rồi phải có một ngày nữa chẳng còn ma nào ngồi chống cả, mấy ông già chống thì nó xuống lỗ mẹ nó đâu, đúng không? Ai cũng phải qua ngưỡng cửa đó cả, kể cả tôi và anh cũng vậy, nhưng mà khi chúng ta nằm xuống chúng ta vẫn thanh thản khác với họ, họ lúc nào vẫn có một gì đó bất mãn tức tối, mà cái đó họ tự mang lấy chứ có ai mình đưa cho đâu, đúng không? Tại sao chúng ta sống một người giống như tôi với anh vậy, cười sỉ xả đồng gặp ai cũng thoải mái, bởi vì tôi trẻ hơn mấy ông là vậy đó, đúng không? Ok anh, chào tất cả mọi người nha. Cái live hôm nay mình tới đây là gần rồi, có cái gì chiều tối bên này, chắc là chiều tối bên này là sáng bên kia ra. Ok, thì đó bây giờ đúng rồi, bên mình bên Việt Nam bây giờ là 11 giờ đấy, 11 giờ 10 giờ. Ok anh. Bây giờ tôi mới về ra, tôi có lẫn lộn Việt Nam với bên kia không à, cho nên ra tôi ok cứ tạm biệt bây giờ đi, rồi có gì tôi gặp lại, rồi chắc tôi gặp chắc lại các bạn Việt Nam mình gặp lại, ok à, tôi nói chuyện chung với lại anh chàng Tyson Mai, anh chàng cảnh sát Mỹ, ok có hẹn rồi, ok tạm biệt tất cả mọi người nha, rồi chào tất cả mọi người, ok.